không được anh. Khi mà lấy vợ chỉ có một vợ thôi, chừng nào vợ em chết em mới được quyền lấy vợ khác. Hay. Rất hay. Từ lúc mà em cuốn gói định cuốn gói về ba đó là cho tới nay là còn có ý định nào cuốn nữa không? Dạ không anh. Hả được. Chỉ có suy nghĩ lúc đó thôi. À. Sau thì nghe lời của anh khuyên rồi nghĩ lại cái lời nói của mình sai đó. Đúng rồi. Rồi em cũng xin lỗi mẹ rồi. Rồi thôi, không có còn suy nghĩ đó trong đầu nữa. Nhưng mà là nhà ba ruột là ở gần đây hả em? Dạ gần luôn anh. Cách khoảng bao xa? Dạ đây vô đó 10 phút. Chắc có lẽ là anh đi. Dạ. Anh cũng muốn qua bên nhà của ba em. À, không biết là giờ này ba em có nhà không ạ? Dạ có anh. Chắc có lẽ Thông đưa anh qua bệnh. Dạ. Nhé. Rồi. Trời ơi, trời ơi cô, mỗi lần mình xuống bếp là nhiều thành viên vậy hả? À, đúng rồi con. Bữa nay cô cho tụi con ăn cái gì vậy? À, cô đãi tụi con là bún măng vịt. Cô Lan nấu bún măng ngon lắm á. Nước mắm gừng là con ăn chắc có lẽ cũng vừa miệng. Hồi nãy là em có nghe mẹ với lại chị Liên tâm sự là có một lần là hai chị em là có cái mâu thuẫn với nhau. Mà nói chung là chị kia thì lại rất là hay mít ướt. Nên là chị cũng có những cái suy nghĩ nó cũng không có đúng đắn trong cái thời điểm đó. Thì là quề chưa? Giờ mình quề chưa chị? Bây giờ rất là thân. Rất là thân nè. Bây giờ là em có một cái sự vụ với lại chị Liên, cho nên là chắc em phải nhờ chị canh măng, canh đồ ăn để em bắt cóc chị Liên đi lên trước chút xíu. Chị sẽ đi với em. Trời ơi. Đây nè, cái tiếng kêu của bả nè. Quá trời quá đất. Dạ con chào chú. Dạ chào. À, hôm nay là con là Quốc Thuận đến từ chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Hồi nãy con với Ngọc Lan là qua thăm nhà của Thông rồi. Dạ. Rồi nói chung cũng trò chuyện với mẹ, rồi trò chuyện với vợ là Liên con gái chú. Thì con mới nhờ Thông chở qua đây. À, trước tiên là con mời chú giới thiệu về mình. Chú là Nguyễn Văn Muốn. Chú Muốn. Chú Muốn, ba Muốn, nay 67 tuổi. Đó lần đầu tiên chú gặp Thông á chú. Chú có cái điểm gì mà chú ấn tượng về rể này không? Thấy nó cũng thấy nó hiền với nhà ngoại cũng biết rồi nữ ra đâu kể nó thương nhau cứ ấy không. Nhưng mà lúc đó em mà cua Liên á là dễ không hay là khó? Từ từ mới được anh. Mấy năm? Dạ cũng hơn nửa năm á. Hơn nửa năm dạ. Đúng không? Rồi bây giờ nhà chú là bao nhiêu đứa con nè? Bốn đứa, hai trai hai gái. Hai trai hai gái. Liên là thứ mấy? Thứ năm á, út hết á. Út hết. Út. Nhưng mà trong bốn đứa con chú thương đứa nào nhất? Cái gì thương đều à. Với Liên thì sao? Với Liên thì sao? Với Liên thì hơi nhiều á. Thì đó đúng chưa? Nó út đó. Út nữ. Ông Phan Ngọc Lan xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. À, ngày hôm nay anh Quốc Thuận sẽ dẫn Ngọc Lan đi đến gõ cửa thăm nhà một nhân vật cô đã từng xuất hiện trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. À, nói chung là đây là một gia đình hết sức là đặc biệt. Ok. Bởi vì người mẹ rất hay. Phải không? Đi. Đi liền đi. Đi theo anh. Bởi vì đây anh. Hả? Dạ chào cô. À chào cô Lan. Dạ. Dạ. Hôm nay Quốc Thuận và Ngọc Lan thay mặt chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà đến đây để mà gõ cửa. Cũng được cái là để là mẹ chồng con rất hay trong cái chuyện mà dạy dỗ các nàng dâu. Ừ. Ba nàng dâu ở chung với nhau nhưng không có khi nào mà cãi nhau hay là cái gì hết. Tôi thấy tự nhiên cái này đi ngang sao nó lơ cái đó kia lơ cái. Mới khuyên tụi con dầu gì cũng chị em trong gia đình. Ừ. Không thể nào bỏ nhau được. Coi mẹ làm trọng tài đó. Còn chuyện vui tôi đem tình cảm hồi xưa tôi trai gái đó. Ừ. Kể lại cho nó nghe. Kể luôn. Trời kể chú, kể cho nó nghe. Thôi chào hai em. Chào anh, chào vậy. Ủa cô Lan ơi, đây hình như đâu phải là Hoài gì hôm trước. Hoài Vi. Hoài Vi. Đúng không? Hôm nay cô dâu này là cô dâu thứ ba. À. Liên. Dạ. À, còn Hoài Vi là giờ đâu rồi cô? Hoài Vi bây giờ là về Đắk Lắk mấy bữa nay rồi. Con sẵn dịp nay đến gõ cửa thăm nhà thôi, cô mời vô nhà đi ha. Dạ. Dạ cô mời vô. Dạ. Dạ. À đây vừa nãy anh đã nói với Lan rồi. À đây là cô Lan. Thì còn có hai thành viên nữa. Thì chắc có lẽ là Quốc Thuận mời hai thành viên chúng ta giới thiệu về mình. Em là Thông. Thông. Con thứ ba trong gia đình. Dạ. Đây là vợ em. À, em. Dạ em tên Liên. À, tên Liên. Dạ Liên. Liên nghe tên dạ. Quen quá. Quen quá. Nghe quen. Tên thân thương vậy. Tại vợ anh cũng tên Liên. À, Thông ơi,
cái công việc của Thông hiện giờ nó là gì ạ? Dạ, công việc chính của em là bán mấy cái chim kiển với lại làm mấy cái hồ cá cho người ta. Liên thì là công việc của Liên hiện giờ là gì? Dạ, em buôn bán đồ ăn vặt anh. Vậy là cô Lan có tổng cộng là 4 người con đúng không con? 4 người con. 4 người con, vậy thì bây giờ trong cái nhà này nè cô, là có tổng cộng là bao nhiêu thành viên? 4 người con trai, nhưng mà tổng cộng là cháu nội, dâu đồ là tất cả 15 người. Dạ. Nhưng mà căn nhà này là riêng của Thông với Liên. Dạ. Là hai vợ chồng, hai đứa con. Còn nhà cô thì ở trong kia. Cô á thì tại vì cô thích buôn bán hay là nhộn nhịp đó, nhà của Thông á là dạng nhà tình thương. Là tụ tập về đây hàng ngày anh em nó gặp nhau, biết rằng có nhà riêng. Nhưng mà con của cô đó, anh em nó rất là đoàn kết. Tức là anh ngã thì em nâng, em ngã thì anh nâng. Hay quá. Mà các dâu của cô á thì nó cũng rất là hòa thuận với nhau. Mà Liên ơi, em có thể nói ngắn gọn cho anh biết là em yêu quý và em thích nhất ở cái tính của người mẹ chồng này đó là cái gì? Dạ, em yêu cái tính của mẹ em là rất mực yêu thương con cháu. Dạ, ví dụ như con cháu có điều gì sai là mẹ khiển trách liền, mẹ dạy bảo liền rồi để con cháu rút kinh nghiệm. Bây giờ hỏi mẹ chồng nè, vậy thì cái điểm nào ở cô dâu Liên này mà cô cảm thấy chưa vừa lòng? Nếu mà nói về Liên thì nó không có gì để cho cô phải buồn phiền, thật sự mà nói vậy. Yeah. Tại nó rất ngoan. Dạ, yeah. Quốc thường phải hỏi cái câu này, tại vì chắc chắn nó sẽ có. Trong các nàng dâu, cô Lan thương nàng dâu nào nhất? Thì theo như cô á, là cô dành tình thương cho Liên nhiều. Liên nó một con mẹ từ nhỏ, cho nên là Liên nó dành tình thương cho cô là một người mẹ. Còn mấy cô dâu kia, mẹ với lại ba mấy cổ còn đầy đủ, thì cổ ngoan với cô, là đồng ý ngoan, lễ phép, cũng biết chăm sóc mẹ. Nhưng mà cổ phải dành 50-50 cho gia đình người ta, rồi 50 cho cô. Còn cô này thì hình như dành trọn cho cô, nhưng mà cổ không quên cái bộ phận làm con với anh xui còn lại. Tức là cổ rất là có hiếu với gia đình, biết lo, biết thương gia đình mình chứ không phải là bỏ. Nhưng mà nếu mà nói về tình thương mẹ thì cổ thiếu, thì cổ phải đặt hết cho cô, thành ra cô thương cổ nhiều nhất. Vậy hả cô? Nhưng mà khi mà mình có một cái tình cảm đặc biệt dành cho một người nào đó so với lại những thành viên khác trong gia đình, vậy thì có bao giờ cô bị khó xử khi mà những cái thành viên trong gia đình mình có gút mắt không cô? Theo như cô thấy mấy nàng dâu kia đó, có nghĩ được cái chuyện đó nhưng mà cũng không có nói ra. Mấy cô kia cũng không có so đo gì hết, mà mấy cổ nghĩ được. Có một lần thôi, cái gì á, Liên nó không có trả lời. Nhưng mà nó chỉ có cái là nó hơi buồn chút xíu. Nó có thể là nó nói thôi, nó buồn cái nó xách giỏ nó đi về anh xui. Là cô buồn vậy cô không bằng lòng. Thông mới rầy, Thông mới chỉnh lại. Thì rồi xong cái chuyện đó rồi thôi, không có chuyện. Thôi bây giờ cô kể cái chi tiết cái vụ đó gì mà giờ lâu quá cô quên, mà chuyện nhỏ thôi à. Quên hay là không muốn nói? Không phải quên thiệt. Cô không nhớ thì con sẽ hỏi cô con dâu. Đúng rồi. Đó là cái lần đó, lý do tại sao mà mình giận cái chuyện gì, mình buồn chuyện gì mà mình có cái suy nghĩ là mình đi về nhà ba. Mình nhớ là lúc đó mình với lại chị dâu lớn đó thì cũng có chuyện hụt hạch với nhau đó. Thì mẹ lên tiếng, mẹ khuyên, nhưng mà mình thì mình không có hiểu ý mẹ, ý là mình nói mẹ bên chị, rồi chị mẹ bên mình, cứ hai chị em không có hiểu ý nhau, rồi hụt hạch, rồi không nhìn nhau, rồi làm cho mẹ buồn quá mới nói thôi con về con ở với ba con. Thật ra nha, trong một gia đình mà nhiều thế hệ như vậy, mà khi mà cái cô con dâu của mình mà nói ra cái câu là con đi về nhà ba đẻ của con, thì nó là một cái câu rất là nặng đó cô, rất là nặng nề trong lòng của mình. Nó gần như là một cái sự tổn thương rất lớn. Thì lúc đó khi mà cô nghe được cái câu đó thì cảm giác của cô nó như thế nào? Cô giận nhiều không con? Giống như Ngọc Lan nói đó, đúng, giống như là mình cũng bị tổn thương cho mình. Yeah. Mà mình buồn lắm chứ, rồi nó ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng nó nữa. Nhưng mà cô nghĩ cái chuyện đó cô cũng khuyên tụi nó cũng được, với Thông nó cũng khéo lắm, dàn xếp với vợ nó cũng tốt. Khi mà anh nghe cái phản ứng của vợ mình như vậy á, thì lúc đó anh suy nghĩ như thế nào? Thật sự những cái chuyện mà hai mấy chị em mà gây lộn trong nhà đó, mình cũng không có binh vợ, thì đợi bình tĩnh rồi mình nói thôi, chứ không có về mà binh mà chửi người này người kia. Giờ lúc mà vợ đòi cuốn gói đi về nhà ba mẹ đẻ thì anh làm sao? Đâu có cho về được. phải lén lén giấu cái vỏ. Giấu cái vỏ lại luôn. Trên mạng xã hội vẫn hay nói với nhau rằng mẹ thì chỉ có một mình mẹ, không thể thay đổi được, nhưng vợ thì có thể thay đổi được.
khi mà lấy vợ chỉ có một vợ thôi, chừng nào vợ em chết em mới được quyền lấy vợ khác. Hay. Rất hay. Từ lúc mà em cuốn gói định cuốn gói về ba đó là cho tới nay là còn có ý định nào cuốn nữa không? Dạ không anh. Hết rồi. Chỉ có suy nghĩ lúc đó thôi. À. Sau thì nghe lời của anh khuyên rồi nghĩ lại cái lời nói của mình sai đó. Đúng rồi. Rồi em cũng xin lỗi mẹ rồi. Rồi thôi, không có còn suy nghĩ đó trong đầu nữa. Nhưng mà là nhà ba ruột là ở gần đây hả em? Dạ gần luôn anh. Cách khoảng bao xa? Dạ đây vô đó 10 phút. Chắc có lẽ là anh đi. Dạ. Anh cũng muốn qua bên nhà của ba em. À, không biết giờ này ba em có nhà không ạ? Dạ có anh. Chắc có lẽ Thông đưa anh qua bệnh. Dạ. Nha. Rồi. Trời ơi, cô mỗi lần mình xuống bếp là nhiều thành viên vậy hả? À, đúng rồi con. Bữa nay cô cho tụi con ăn cái gì vậy? À, cô đãi tụi con là bún măng vịt. Cô Lan nấu bún măng ngon lắm á. Nước mắm gừng là con ăn chắc có lẽ cũng vừa miệng. Hồi nãy là em có nghe mẹ với lại chị Liên tâm sự là có một lần là hai chị em là có cái mâu thuẫn với nhau. Mà nói chung là chị kia thì lại rất là hay mít ướt. Nên là chị cũng có những cái suy nghĩ nó cũng không có đúng đắn trong cái thời điểm đó. Thì là quề chưa? Giờ mình quề chưa chị? Bây giờ rất là thân. Rất là thân nè. Bây giờ là em có một cái sự vụ với lại chị Liên, cho nên là chắc em phải nhờ chị canh măng, canh đồ ăn để em bắt cóc chị Liên đi lên chút xíu. Chị sẽ đi với em. Trời ơi. Đây nè, cái tiếng kêu của bả nè. Quá trời quá đất. Dạ con chào chú. Dạ, dạ. À, hôm nay là con là Quốc Thuận đến từ chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Hồi nãy con với Ngọc Lan là qua thăm nhà của Thông rồi. Dạ. Rồi nói chung cũng trò chuyện với mẹ, rồi trò chuyện với vợ là Liên con gái chú. Thì con với nhà Thông chở qua đây. À, trước tiên là con mời chú giới thiệu về mình. Chú là Nguyễn Văn Muốn. Chú Muốn. Chú Muốn, ba Muốn, nay 67 tuổi. Đó là lần đầu tiên chú gặp Thông á chú. Chú có cái điểm gì mà chú ấn tượng về rể này không? Thấy nó cũng thấy nó hiền với nhà ngoại cũng biết rồi nữ ra đâu kể nó thương nhau cứ ấy không nhưng mà lúc đó thương. Em mà cua Liên á là dễ không hay là khó? Từ từ mới được anh. Mấy năm? Dạ cũng hơn nửa năm á. Hơn nửa năm. Dạ. Đúng không? Rồi bây giờ nhà chú là bao nhiêu đứa con nè? 4 đứa, 2 trai 2 gái. 2 trai 2 gái. Liên là thứ mấy? Thứ năm á, út hết á. Út hết. Út. Nhưng mà trong 4 đứa con chú thương đứa nào nhất? Cái gì thương đều à. Với Liên thì sao? Với Liên thì sao? Với Liên thì hơn nhiều á. Thì đó, đúng chưa? Nó út đó. Út nữ bao giờ? Thương ra cái lúc đó nó còn nhỏ rồi mẹ nó chết, nó còn mới học lớp 7, lớp 8 mà. Thím ba vì sao mất chứ? Cái dạng không có bệnh mà khỏe lắm. Mà sao không biết bữa 17 tháng chạp lại lá mai ở bên hông rồi nè. Cái đi vòng ra làm sao, cái đi vô đặng nấu cơm chiều á. Cho tụi này đi về nó ăn á, đi học về ăn á. Không biết mà ngã xuống mà chết. Kiếm riết tới tối mới thấy bà nằm dưới đầu mương. Nằm ngửa mà đâu có nước đâu. Cái dạng đột quỵ mà. Lúc đó mấy đứa con sao chú? Nhất là Liên. Trời ơi, nó khóc, nó ai lắm, nó học xuống luôn rồi chứ. Kiểu như mất mẹ. Rồi cái lúc đó đó, chú phân bổ cái thời gian của mình. Thứ nhất là rồi con cái phải đi học, đúng không? Ừ, đúng rồi. Chú phải vừa phải bôn ba mưu sinh. Thì chú có thể chia sẻ thêm cho con được biết cái hoàn cảnh của lúc đó như thế nào chú? Trời ơi, khó khăn lắm chứ. Vừa buồn mà giờ má nó mất rồi. Không trả được con ơi. Có điều gì mà chú rất muốn làm cho thím mà chưa làm kịp không? Sau này mình suy nghĩ là lúc cực khổ hai vợ chồng làm lụng nuôi con, mà cái lúc mà có ăn có để được rồi, mà hồi đó cũng có thường nói sau này mà có gì là ráng mua chiếc xe chở bà đi chứ đi xe đạp hoài nó ngấy như người ta.
mà mình tí con cái là chưa kịp. Bởi nhiều khi giờ nhớ lại buồn lắm, không có được vui chơi đi như người ta, như theo kiểu như già khổ cực để nuôi con thôi, chứ còn hưởng thì không có hưởng được. Chú có nghĩ là chú đi thêm một bước nữa không, cái giai đoạn đó, để có một người có thể phụ mình? Mình cứ kiểu như là suy nghĩ, có suy nghĩ nhưng mà không, nói chung không bằng cái đầu. Hồi trước con bà ở bưu điện làm bưu điện, cái dạng như là mình nghĩ là dân trí thức, không có bậy bạ này kia nọ. Yeah. Nhưng mà ở mới có 1 tháng mấy 2 tháng thì rước bà về đây ở luôn đó. Tụi con Liên đủ cũng quý mến lắm, con quý mến lắm. Nhưng sao bà đổ bệnh ung thư, anh nuôi cái cảnh đó nữa, nuôi 1 năm mấy 3 cái bệnh viện. Cuối cùng sau này khỏe rồi về có bộ, thôi chú chia tay. Em hiểu hoàn cảnh của ba mình không? Trước giờ có hỏi ba về những câu chuyện như vậy không? Không biết đâu, cái đó chú không dám nói tụi nó biết. Sau này mới biết. Có biết không? Sau này Liên biết. Chứ lúc đó mình giấu quá nè. Cái chuyện gì buồn mình cũng giấu con hết, sợ nó buồn. Ừ. Hiện tại là chú ở với ai? Mình với thằng Tư, thằng Tư thằng Thọ đó. Thì nó đi làm mà chú tối, nhiều khi tối nó cũng đi làm rồi chú cũng bệnh nhà. Là Thọ đó. Là có gia đình chưa? Chưa. Nó không... Hai cha con ở gì đó. Chị biết sao mà em phải bắt cóc chị ra đây không? Tại vì em muốn hỏi chị về một số vấn đề ở bên gia đình ruột của mình á. Hồi nãy thì em có nghe là nhà ba của chị là ở gần đây, mà chị thì lại mồ côi mẹ, cho nên là chị dành hết cái tình thương cho một người mẹ, dành cho mẹ chồng của chị. Vậy thì chị có bao giờ chị cảm thấy là mình hơi bị chạnh lòng khi mà gia đình bên đây lúc nào cũng đông đúc, mà ba của mình ở bên kia thì lại lủi thủi có một mình à? Cũng có. Cũng có đôi lúc chạnh lòng lắm, thấy tuổi thân cũng muốn về ở chăm sóc cho ba, nhưng mà công việc làm ăn của anh thì cần ở phía ngoài thì làm ăn dễ hơn, khách tới dễ hơn. Còn trong đó thì hơi xa một xíu, người ta vô hơi khó, nên mình cũng thôi hy sinh. Rồi ví dụ như rảnh thì chạy về thăm ba một xíu rồi chạy ra buôn bán lại. Chú ơi, giờ chú cảm nhận rằng là mình cô đơn trong cái căn nhà này. Có chứ. Nhưng mà lâu lâu tụi thí dụ như chú Nhật rồi con nhỏ Bình Dương rồi tụi này nó tập trung về nó chơi sáng tới chiều nó cũng về, ăn lo ngày mai đi làm. Lúc nó về hết rồi đó. Về hết rồi buồn lắm, có lúc nó về chú có ốc luôn. Anh biết luôn, nếu như không có chương trình thì chắc chắn là em sẽ không có dịp để ngồi nghe ba trải lòng như vậy, đúng không? Không. Nó thì nãy giờ nghe ba nói gì thì em cảm nghĩ như thế nào về cái cuộc sống cũng như là về cái hoàn cảnh của ba em hiện tại? Em thấy ba cũng buồn, cũng nhiều khi cũng cô đơn, có mình ba thui thủi hôm nay à. Vợ con em với gia đình em sẽ về nhiều hơn để cho ba đỡ buồn. Rồi trong cái thời gian sắp tới nè, chú lo sợ nhất là điều gì? Sợ chú ra đi đột ngột thôi. Nhiều khi nửa đêm đi không ai hay hết. Rồi nhiều khi tụi này cũng đâu biết đâu. Nhiều khi nó có điện thoại thì còn ấy là... Nói chung với sáng nó đi làm rồi chú đi sao chót hết rồi dậy, nhiều khi nằm trong phòng riêng mà. Nhiều khi chú nghĩ chết, nhiều khi không biết tụi nó có hay không. Chị có bao giờ mà ba khóc với chị lần nào chưa? Chị có thấy ba khóc bao giờ chưa? Có. Tại sao? Cái dạo hồi đó ba bệnh nặng lắm, ba mổ tim, mổ 4 lần rồi. Mà lần cuối cùng thì mình đón ba về nhà, thì 2-3 ngày sau mới về thăm ba. Ba mới nói là thấy tụi con yên ổn vậy ba mừng. Nếu mà ba có gì ba cũng yên tâm. Chị có bao giờ chị thấy là mình hơi vô tâm với ba không? Tại vì nói gì thì nói ba gà trống nuôi con mà. Mà phải nuôi 4 người con như vậy thì có bao giờ chị làm cho ba buồn không? Cũng
Có nhiều khi buồn nhưng mà ba không có nói. Dạo trước thì ít về thăm ba lắm, thì công việc ở đây á thì mình cũng ít về. Thì ba nói con này lâu rồi không chịu về thăm ba, lỡ ba mày trong đây có gì rồi không biết. Thì sau này mình biết rồi, mình biết nghĩ tới thì cứ cách ngày 2-3 ngày thì chở cháu về chơi xíu rồi lại quay ra. Lúc chị còn nhỏ là chị đã từng trải qua những cái khó khăn nào cùng với gia đình của mình? Cũng có. Lúc mẹ mất thì lúc đó gia đình khổ lắm. Rồi ba của buôn bán mấy thứ trong nhà làm ra, ví dụ hái dừa đó, thì ba cực lắm, nên làm ba lo cho anh em chu toàn. Rồi sau này lập gia đình rồi về bên nhà mẹ ở thì ba cũng đỡ, ba đỡ lo. Em nghĩ là chị cũng hay thường xuyên về thăm ba, thì chắc có lẽ là những cái bữa cơm cùng với ba thì chắc là có, đúng không? Có bao giờ ba đi ra ngoài nhà này ăn cơm cùng với gia đình bên này không? Cũng có đôi lúc ba đi ngang á thì mình ăn cơm á thì mời ba vô ăn chung luôn. Có lúc thì ba ăn, có khi thì ba ngại, ba không ăn, không dùng. Nhưng mà chị có muốn là ba ra đây thường xuyên để dùng cơm cùng với gia đình không? Chị có ngại không? Như trong nhà, ví dụ như ba mẹ ở đây thì coi trong nhà giống như nhà, mà ở trong nhà ba thì coi anh chị em với lại ba mẹ qua đây cũng giống như một gia đình vậy đó. Nên cũng không có sợ, ngại. Vậy hả? Thôi nếu mà như vậy thì là em nghĩ cuộc sống của chị hiện tại nó cũng quá viên mãn. Tại vì gia đình chồng thì quá hiểu, quá tâm lý và quá thương mình. Và thương luôn cả gia đình của mình. Và ba chị cũng vậy. Cũng không có cái khoảng cách với con rể cũng như là gia đình của con rể. Thôi bây giờ chúng ta chỉ có việc là chờ những ông đàn ông đi về. Và chúng ta dùng với nhau một bữa cơm ha. Hôm nay con rất là vinh dự được cùng với Ngọc Lan đến đây. Sau khi thăm hỏi gia đình, chuyện gia đình của hai bên, thì con đã mời chú ba. Chú ba muốn qua đây dùng một bữa cơm trưa. Nhà chú ba đi ra ngoài này là chỉ mất có 5 phút thôi. Dạ. Đúng không chú ba? Rồi chú ba có thường xuyên ăn cơm ngoài này không chú ba? Cũng có. Dạ. Bây giờ này chú khoái nhất là cái món gì của chị Xui nấu nè? Đó. Này là hồi trước nấu tiếu Nam Giang. Wow. Có bản quyền luôn đó. Wow. Vậy là hôm sau mình phải ghé đây, mình gõ cửa lần nữa để mình được ăn hủ tiếu Nam Giang. Bữa nay ăn bún vịt, bữa sau ăn hủ tiếu Nam Giang. Dạ. Cũng mời anh Xui, mời chú Thượng với cô Lan. Dạ. Thì, thôi bây giờ cô mời dùng bữa với lại gia đình cô nha. Dạ rồi. Cô cảm ơn nhiều ha. Dạ rồi. Con mời bà. Con mời bà. Con mời chú, mời cả nhà. Mời cả nhà. Anh Xui, dùng anh Xui. Rồi mời. Mời. Bà ơi, bà 85 tuổi nhưng mà là mắt tai này nọ đồ thính không bà? Mắt hơi mờ. Mắt hơi mờ đúng không bà? Mờ, dạ. Tai thính. Dạ. Bà ngoài ở cái tuổi này rồi, tức là mình chỉ hưởng thụ thôi. Nhưng nếu như con hỏi bà ngoại về một cái nỗi lo thì bà ngoại lo nhất là điều gì? Dạ có cái lo, và chỉ lo cho có sức khỏe thôi chứ về cũng không có lo cái gì. Dạ. Vậy là quá vui rồi. Thôi giờ hỏi Thông nè. Dạ. Ba mẹ thì có gì thì ba mẹ vẫn có thể là cùng với nhau chia sẻ, đúng không? Vẫn đủ đầy. Dạ. Nhưng mà ba thì có một mình nè. Thì bây giờ hỏi người rể nè. Nếu như em có một cái điều mong muốn thực hiện cho ba mình thì đó là điều gì? Em cũng có mong muốn là có dịp nào đó gia đình em với lại ba cùng, hai gia đình cùng đi ở đâu đó chơi. Dạ, vậy ba mà thích cái gì thì cứ nói em. Dạ, em cố gắng thực hiện. Rồi, quá, chú nghe đã không chú? Bây giờ ông nói giờ tao thích thằng cháu ngoại trai. Dạ, cái đó là chú cho với em rồi. Không có dám con. Thôi, hôm nay vậy là quá vui rồi. Và hôm nay có một cái bữa cơm, một cái bữa ăn như vậy là một bữa ăn cũng rất là hạnh phúc. Mẹ đã sống cả đời làm việc các con. Và chú cũng vậy, một thân một mình gà trống nuôi con, nuôi bốn đứa con và dựng vợ gả chồng cũng như lo lắng cho các con. Tại vì ngày hôm nay thì không biết là các con Út rồi Thông rồi Liên rồi chị thì chúng ta có làm một điều gì hoặc muốn thể hiện một cái tình cảm gì dành cho mẹ của mình hay không. Thì nhân ngày hôm nay thì em có món quà nhỏ nhỏ em gửi tặng mẹ để tri ân tấm lòng mẹ đã nuôi dưỡng con cái như vậy, dỗ con cái nên người. Dạ. Em xin phép vô nhà em lấy. Yeah. Đó. Wow. Rồi gửi mẹ. Con cảm ơn mẹ trong thời gian qua đã dạy
dạy dỗ tụi con. Lời mẹ con cảm ơn con ha. Là ở dưới nó có cái gì nữa đó cô ơi? À, có cái thơ em gửi riêng cho mẹ. Vậy hả? Hay là đọc luôn đi. Gửi mẹ thân yêu của con, đến nay cũng đã 13 năm. Con được về làm dâu nhà mẹ những ngày đầu khi mới chập chững bước vào làm dâu nhà mẹ. Lòng con thật sự lo sợ, xen lẫn cảm giác ấy là sự hồi hộp, lo toan không biết rồi rời xa gia đình để đến ở với một gia đình khác thì sẽ như thế nào. Có ai cảm nhận, thấu hiểu cho con không? Nhưng mẹ đã giúp con đập tan đi những nỗi lo sợ. Con thật sự vui và vô cùng hạnh phúc khi được làm dâu nhà mẹ. Khi con sai, mẹ không chửi bới mà cư xử vô cùng tinh tế, chỉ ra những điểm phải và chưa phải, rày để con trở nên tốt hơn. Nói chung được vào làm dâu và trở thành một phần của gia đình mẹ là con vô cùng hạnh phúc. Con mong ba mẹ luôn khỏe mạnh, vui vẻ để con và tất cả mọi người trong nhà có thể ở cùng ba mẹ luôn mãi. Con dâu thứ ba, Mỹ Liên. Hay quá. Không phải chỉ có một mình cô xúc động, mà chắc có lẽ một người nữa xúc động và hạnh phúc nữa, đó chính là chú ba ở đây. Thôi thì đã nói những lời với mẹ mình, thì hôm nay thì em có gì muốn chia sẻ và muốn nói với ba không? Con cũng cảm ơn ba đã sinh con, nuôi dưỡng con thành người không được tốt như ngày hôm nay. Thật sự con hứa con sẽ không làm những điều cho ba buồn. Lúc đó mấy đứa con làm sao chú? Nhất là Liên. Trời ơi, nó khóc, nó ai lắm, nó học xuống luôn rồi chứ. Kiểu như mất mẹ. Dạ. Vừa buồn mà vừa má nó mất rồi. Không trả được con ơi. Sau này mình suy nghĩ là lúc cực khổ hai vợ chồng làm lụng nuôi con, khổ cực để nuôi con thôi chứ còn hưởng thì không có hưởng được. Sợ chú ra đi đột ngột hả? Nhiều khi nửa đêm đi không ai hay hết. Rồi nhiều khi tụi này cũng đâu biết đâu. Khi nằm trong phòng riêng mà nhiều khi chú nghĩ chết, nhiều khi không biết tụi nó có hay không. Nói chung là mẹ của Liên mất thì nói theo dân gian gà trống nuôi con rồi sao, rồi nay nhân dịp này thì cũng xin có bác đây và cũng xin với nói ra là cũng cảm ơn anh Xui, chị Xui thì làm dâu với anh Xui, chị Xui thì anh Xui chị Xui cũng có hướng dẫn và dạy dỗ cháu nó được lên người và nó được hạnh phúc như đến ngày hôm nay. Cái đó là rất mừng. Bây giờ cho cô xin có một lời với anh Xui. Yeah. Hôm nay sẵn dịp này gia đình cũng họp mặt với anh Xui. Em cũng xin cảm ơn anh chị Xui. Biết rằng chị Xui không còn nữa, nhưng mà em cũng cảm ơn chị Xui đã cho em được một đứa con gái thật sự rất là ngoan, dễ thương. Em thật cảm ơn anh. Như chú đã hứa với con, sống là phải lạc quan, tới đâu tính tới đó. Và con tin chắc rằng là với tất cả tình thương của mọi người, chắc chắn sẽ tạo cho một cái động lực và một cái niềm tin. Đừng lắc đầu mà phải có niềm tin. Và anh nghĩ rằng là Liên và Thông là những người sẽ trực tiếp tạo những cái động lực đó. Và trước khi con và Ngọc Lan tiếp tục những chuyến đi đến với những ngôi nhà để mà chia sẻ những câu chuyện hạnh phúc nữa, thì con xin thay mặt chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà cũng như thay mặt ekip thực hiện chương trình xin cảm ơn cô Lan, cảm ơn tất cả những người thân yêu trong gia đình của mình. Xin chúc cho cả nhà thật nhiều sức khỏe và rất mong một ngày nào đó quay trở lại đây ăn món hủ tiếu Nam Giang.